Anh vâng lên chú. À, hên quá. Mình mua được mấy món đồ giảm giá như vậy hả? Thiệt là lời á nha. Ủa chị Vinh, anh mới mua đồ mấy đứa thích nè. Ủa đồ gì vậy? Đây. Từ từ nha. Nè, Trang hóa Pepsi nè. Ờ. Còn Vinh. Đây, hỏi nè cho Vinh nè, Vinh phái ăn nổi lắm nè. Phái nổi nhất luôn á. Ủa sao anh Titan mua đồ giảm giá vậy? Ở đây có bảng giảm giá nè. Anh mua đồ giảm giá nó mới rẻ. Ủa, nó giảm nửa giá luôn nha. Mà ăn cũng được, không có tệ đâu. Thôi ráng ăn đi nha. Wow, em thích uống Pepsi nha. Nhưng mà em sẽ uống bằng cách khác. Em uống theo cách băng giá. Vậy em tích trưởng băng vô làm sinh tố nước ngọt đó hay gì? Ừ. Ê, vậy lần này có cần muối nữa không? Không, lần này em sẽ dùng sức mạnh 100% luôn. Để coi gì em làm có được nha, em đợi à. Xem gì đây nè, phép thuật băng giá. Đó, thấy chưa? Trời ơi, đóng mắt, trời ơi, lạnh quá. Thấy chưa, phép thuật. Trời ơi. Còn rồi bây giờ uống sao đây? Đóng bằng chi dữ vậy, cứng ngắc. Ôi, đâu. Uống. Liếm. Ngon. Này ngon không vậy? Ôi, xì tầm lum luôn. Quá trời ơi. Lấy cái ly đựng. Đựng vô ly. Ngọt quá. Ngọt hả? Thôi dặn ha, nhận ra đổ vô ly uống. Ôi. Trời ơi, chứ ngại trẻ luôn. Sao làm gì bọt dữ vậy? Tăng như bọt dữ vậy. Ai trẻ vậy? Wow. Quá trời bọt luôn. Mình đồ không đóng băng vô nó đâu có bọt dữ vậy. Mày nó nhão nhão. Đừng có nghĩ bậy chứ. Rồi, uống được này nữa. Được, nó ngọt. Rồi, để anh uống thử nha. Ngọt gắt luôn á. Hỡi, chai cà phê vậy á. Cho em uống miếng thôi. Trời ơi, nó ngọt dữ vậy. Trời ơi, ngọt quá. Em lại lửa mà em muốn lạnh vô giờ tê cái lưỡi quá. Mà cái này á, nó ngọt hơn Pepsi thường luôn á chị Trang. Trời này ngọt quá Trang ơi. Ai cho em uống miếng rồi. Miếng hả? Em lửa em uống này chứ. Uống miếng nữa thôi. Uống chút xíu ở nhà cũng chùm mất lửa luôn á. Uống miếng thì được. Đó, đồ này nó kẹo kéo luôn á nha. Kẹo lắm á. Ê, đồ Trang, cái chai này sao uống? Dạ, cắt ra. Trang mốt không đóng băng bậy bạ nữa nha. Đóng băng vô uống gì giờ sao uống? Tại em thích ăn của em mà. Nè, để em cắt ra luôn. Ngon. Ngon luôn á. Này nó bột bột không? Y như kem. Nào, mình thử rồi. Lạnh quá. Lạnh quá. Ngon hả? Bây giờ tới em sẽ ăn theo phong cách lửa. Rồi đây. Ổi này, em sẽ đi nướng. Rồi chị Giang nè, để em biến quả này hành. Rồi lửa tới, lửa tới. Nè. Rồi sức mạnh của lửa. Ơ, rồi được rồi, chết đi. Em không có kiềm chế được cái sao nó khác nữa rồi kìa. Ai đòi nữa không? Nóng. Mẹ quá. Đúng là siêu nhân lửa mà. Trời ơi, lấy thua luôn rồi kìa. Em mà sao chủ nó đen vậy rồi ăn được không? Trời ơi, ở ngoài nó khác thôi chứ bên trong nó ăn được. Ủa gì hả, Chạy ra. Ôi, bất nóng rồi. Vô không? Bất nóng rồi. Thôi ông ta. Ui. Xe đen luôn. Xe nữa. Ồ, này giống gì luôn. Giống ổi giòn. Đâu, ăn thử coi. Ổi bông điêm. Ổi bông điêm hả? Ghê vậy ta. Em cắn hộp vậy. Bỏ hộp đi, ăn ngọt bị ruột thừa.
Trời ơi, nó không có ngọt như bình thường. Nó lạ dữ ta. Ờ ngon quá, anh thấy anh chấm cái này ngon á. Ờ anh ăn miếng nữa nha. Anh đi ra anh mua cái này chi vậy? Nè, cái này là mang bọc thực phẩm. Wow, sao em mua nhiều dữ vậy? Ồ, cái đồ này nó giảm giá kinh khủng lắm em. 100 ngàn mà giảm cũng 50 ngàn cho nên là có nhiều anh gom hết luôn. Nè, thấy chưa, thấy chưa, thấy anh hay chưa? Ôi, anh đúng là thông minh thiệt luôn á. Anh thông minh ghê luôn á. Thấy chưa, thấy chưa? Một đống luôn. Ủa, chưa? anh mua chúng đâu cổ rồi đó anh đi ta. Ở sao anh thấy nó còn mới tên luôn á. Nè, ngày sản xuất nè, ngày 3 tháng 9, 2019 mà hôm nay là 2022 rồi. Ờ, có 3 năm chứ nhiêu em. 3 năm lận đó. Ừ, kể 3 năm mình xài được mà. Trời ơi, cái này nó hết hạn sử dụng rồi nè, anh đọc cái này đi. Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Tháng 9 năm 2022 đã đủ 3 năm rồi vậy mà, hôm nay là tháng 11. Tháng 11? Chịu quá đó, 2 tháng lận đó. Thì ra đầu giảm giá là lò quá đắt hả? Anh ta mua giảm giá chị không biết luôn. Trời ơi, mua một đống gì giờ về sao xài vậy? Em nghĩ rồi. Em có gì? Cách rồi. Thì hết hàng rồi sao dám đi bóng đồ ăn. Đi theo em, chỉ cho. Chỉ gì? Đi. Nhưng mà buồn quá, giờ xài sao với cái đống này? Sao? Để em chỉ. Vậy hả? Có cách nào không? Có. Ủa Trang bựng này đi đâu Trang? Nè, rồi anh để đây đi. Rồi bây giờ mình mở cái này ra, mình làm nhà trên cây. Ủa mà chỗ này cây đâu làm? Đây nè, cái cột nè, cái cột nè. Wow. Ba cây đó. Wow. Mình bấm vòng vòng á. Trời ơi, chắc vui lắm nha. Ừ, đi. Tháo đi. Vậy quấn nhiêu đây hết luôn là được không? Ừ, được, chứ đủ quá. Chắc đủ luôn hả? Trời ơi, cuối cái làm. Đây nè. Đó. Ôi. Miếng một cuồng bự dưới ta. Rồi, phụng lắm. Rồi quấn sau. Quấn từ cây này đi. Nào thử coi nha. Thôi, là quấn sao? Ở đây phải không? Quấn vòng lại. Vòng lại. Quấn cho kỹ vô, rồi nè. Nhiều vòng vô. Để em gỡ thêm mấy này nữa. Chị giờ mình quấn qua cây cột kia hả chị em? Không, quấn thêm vài vòng nữa đi. Chị? Cho lấy chắc. Ở dạ, ừ. Rồi, vòng qua bên đây. Em có cái cột này hả? Cái cột này nè. Em là người quấn ngang qua cho. Chưa, mình quấn dọc qua hết giáp vòng đi rồi mình quấn ngang. Ồ, anh thấy có lý rồi nha. Đó. Ồ. Chị hay để mặt chơi, chị hay để. Ôi. Ôi, cái này anh quấn chừng nào mới xong đây? Thêm vài vòng nữa đi, cho em quấn đi. Một xíu. Rồi. Rồi, để em mở tiếp một cuộn nha. Ủa, cây này là cây gì em đi ta? À, cái này là dao để cắt cái màng của mình khi bọc thực phẩm đó, nhưng mà mình không có xài này. Để cô nghe tiếp đi. Em đi. Rồi, mỗi người cùng em quấn cái sàn trở lẽ. Không biết cái sàn này có chắc chắn không vậy anh ta? Ờ, hình như anh ấy không xong rồi nha ơi. Như vậy là hai cái này nó không cứng nè. Cái trên cái dưới nè, mình bóp cái này cho nó sát lại đi. Vậy em bóp đi. Dính, ở phụ anh bóp cái này nó sát lại nè. Đó, mình quấn cái sàn cứng hơn. Đều hết luôn. Nó dính vô nè. Dính rồi, không rồi. Ồ, cái máy ép. Lan cái này đau tay quá à. Ồ, đau quá. Chị đau tay đúng không? Em có cách nè, lấy cây này xuyên qua. Ồ, đúng rồi ha. Hay vậy ta. Ôi, sao nãy giờ không nói? Nãy giờ em chơi mới nghe buồn. Ôi. Còn một miếng nữa thôi hả? Rồi, nhanh lên. Sắp xong rồi. Ơi, sắp hết rồi. Ồ, còn miếng nữa. Ơi, hết cái gì rồi? Hết rồi. Ơi, sắp hết rồi. Còn luôn hả? Anh Đại Vinh,
rồi. Ngon. Dán vô. Vô. Rồi, xong rồi, xong rồi. Ủa mà bây giờ mình leo đây nằm được không anh? Rồi, leo lên nằm vô đây hơi bị ghiền luôn nha. Mà anh chưa nằm bằng nào đâu biết đâu nó chơi á. Ủa mà lỡ mình té làm sao? Té hả? Ừ, cái này lỡ té xuống đập xuống đây một cái là hơi bị tê luôn nha. Đúng rồi. Thôi được rồi, chết ra. Rồi, đợi xíu để anh dẫn công. Rồi. Xịn chưa? Xịn đấy à em. Ê, quên nữa, cái này mới là nhân vật chính nè. Thôi, bây giờ anh cũng muốn lên trước. Không, em đi. Chị em lứa ban lúc nào cũng gây lộn hết trơn. Thôi bây giờ mình tự xì đi. Ai chiến thắng được lứa lên. Anh vừa cho hai đứa đó. Chuẩn bị nha, hội hợp nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Chị đứng lên. Gọi leo lên nha. Ôi, hội hợp. Ê, chân. Thôi chị lên trước đi. Lại đây. Anh băng lên chú. Rồi, xuống rồi. Hết giờ. Đúng là không uổng công làm cực mà. Giống cái là sao quá. Trời ơi. Nhờ anh mua mấy cái miếng dán thực phẩm quá đắt mới có cái này nằm á nha. Cái này em cái ý tưởng thì có. Cũng đúng. Rồi cho em lên đi. Em lên. Rồi. Ừ, Vinh lên xuống. Chơi đi. Nhúng được không? Chảy lên nhúng được. Đúng. Ôi. Rồi, tới chị Trang lên. Xạo quá à. Trời ơi, giờ ba người lên luôn đi. Ừ, anh cũng muốn lên nữa. Lên. Em chia ra. Đừng có tụ lại một cái. Anh lên luôn. Mình cộng lại là cỡ 150kg á. Mình leo mình nhúng tưởng đâu nó xúc nó bể gì. Con này nó bạ luôn. Giờ chơi đã luôn. Bà anh muốn phá mà cũng không được á. Trời ơi. Gọi cho nó bỏ đi nhanh, nhúng đi nhanh. Nhúng nãy giờ mệt quá thở ra hơi. Thôi bây giờ mình để cái này mình nằm ngủ ở đây đi. Ừ, ở đây mát quá. Ừ, công nhận này nó bền thiệt á. Để đây mình chơi bài không thôi luôn á. Ý cái giọng nó rồi. Thôi ngủ. Ngủ chắc thả lắm á nha.